Mẹ vừa tắm xong đeo tai nghe khó chịu quá. Ok vào rồi đấy. Vào đây các ông à. Ông Hiệp đã thấy on đéo đâu. Hiệp vào đi Hiệp ơi. Đảo ơi. Ok đéo rồi đấy. Vai cả đấy nó bảo biến cái hang động hay nào gì. Ok. Vừa đi hát lao rồi. Ồ, bây giờ mình có thể thu thập rơi này. Hoặc là nấm, một là rơi, hai là nấm, ông thích rơi hay nấm? Đào rơi hay lấm là sao? Thế là bây giờ mình nuôi rơi trong hang hay là mình trồng nấm trong hang? Có cái hang ở trên này Nuôi này. rơi đi. Nuôi rơi, nuôi rơi, nuôi rơi. Nuôi rơi thì rơi á. Rơi không biết nuôi nào đâu nhá. Nấm cũng chả biết nào cả. Thôi rơi nhá. Rơi đi, rơi đi. Ok, rơi. Cô mẹ đi. Mùa hè mẹ rồi, như đèn héo mẹ hết cây rồi. Tất cả chỉ là tai đạo thôi. Héo hết cây của tôi rồi. Vài lấy trứng cả. Đạo. Mùa hè sáng rồi các bạn. Tôi làm một chuồng gà rồi này. Quạt toàn cư với dĩa tai đạo. Vào đây. Hiệp. Và tôi đủ đồ. Có khi tôi làm thêm luôn hai cái máy Mano nữa để làm Mano cho nhiều. Xem như đủ đồ làm thêm hai cái máy luôn rồi đấy. Đủ quá. Ok. Xem là máy Mano cần gì nhỉ? Ôi đồng đồng đồng. Đồng thì easy thôi, đồng tôi đầy mà. Hôm trước đi còn thu hoạch được thêm một đống đồng. Ok, đồng thì easy. Gỗ, gỗ đầy. Gỗ ở đây gỗ 120 rồi. Đi full hồng đồ mẹ rồi. Đáp mẹ thì phun được hồng đồ. Đáp mẹ chưa mua tôi đi nhặt lung tung nhiều thứ ba quá người à? Cháu mà giọng ông cứ EDM máy đái vậy. Tôi chưa ấy tôi Ok đủ rồi đấy. Ở đây đi mà Cloud Collection Server đi mẹ rồi vào lại đây. Mẹ vừa mới câu được con cá xong ạ. Ngáo đá này. Dạ ca. Để tôi cấp đất đồ á. Cầm nhiều đồ quá. 30 cái này là để đưa cho cái này hốc tinh thế nào xử lý này. Nhựa cây vứt vào. Cái tàu này vứt vào. Thôi tàu đúng bán luôn đi. Gỗ vứt vào. Đá vứt vào. Được này. Cuốc cầm theo, cuốc này cầm theo, cần câu, cần câu vẫn làm, chả câu đâu. Thôi, cầm này đâu. Mày ăn đi người nhá. Là sáng mẹ rồi. Thằng quà cho anh lấy chứ nhỉ. Quà nó làm gì? Quà vật. Ông nào héo hết cây rồi bây giờ làm sao? Bây giờ đi trồng cây mùa hè đi. Khi nào là cây mùa hè? Ai biết. Hai cây chưa héo này. Mình có thể tưới nó.
Cưới rồi đấy. Hà Lê ơi, Hà Lê ơi, đi mẹ đâu rồi? Mùa hè này ơi như là ông có thể cờ trong ấy đấy, ông có thể trong trong cái gì nhỉ? Trong trong ấy để cho con Hà Lê. Trong cái gì? À trong hoa dương tặng Hà Lê. À, vút ve đầu với con gà tí. Harley đi đéo đâu rồi nhỉ? Harley ơi! Đi con mẹ mày đéo ra bố mày đi. Bắt đầu này tí. Ok. Mùa hè bắt đầu nắng chói chang rồi này. Ủa anh? Sao hiệu không thấy vào nhỉ? Hiệp ơi! Thu thập, bây giờ đi nói chuyện clean. Mình kiếm đủ 30 cái cộng đồng. Hôm trước thì lúc nghỉ có chơi không ạ? Mấy hôm nay mình có rủ quá. Lại chơi thêm một đoạn ngày nữa. Đi kiếm được 30 cộng đồng. Làm nhiệm vụ. Té 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 té. Thằng Colin đâu? Ra đây tao bảo. Đi. Đi mẹ đi xuống ngầm. Ủa thằng ấy bán cái kem mẹ mày 250 vàng à? Mẹ kem lìn mới đắt thế. Kem bọc vàng à? Đi xuống ngầm mỏ mình nhớ ra là đéo mang. Cái hiệp cứ ra đi, không, không chưa bật mic được. Tí vào hết ồn thì bật mic sau. Ông hiệp nhà ông đang ồn quá. Kéo đây, tôi mở được kéo hốc tinh. Than à, đéo hiểu. Ôi tôi lại mở thêm một đống đồ để cho bọn viện bảo tàng. Khổ quá. Đi về đây nào, về đây nào. Ô đi mẹ, nó còn cho mình giữ cho quặng luôn ạ. À. Thằng này tốt thế. Nó cho 300 vàng rồi nó còn cho mình giữ được đống quặng ạ. À. Thì tốt vãi ạ. À. Cảm ơn nhé. Cái mang về cho thằng viện bảo tàng thôi. Đúng là công dân hương mẫu ạ, toàn thi hiến đồ ạ. Hiến không biết bao nhiêu đồ cho viện bảo tàng rồi. Hương mẫu vãi cất. Mùa hè là summer đúng không? Nhận được phần thưởng rồi các ông ơi. Ớ mùa hè rồi. Đang đang mùa hè mà. Nhận được phần thưởng nữa rồi ông ơi. Nhận phần thưởng thôi. Ui. Hạt khế. Ô tôi nhặt được cả cái cạnh đá khúc tinh này. Ngon. Nó thưởng tôi cái hạt khế ạ. Vâng về trồng khế thôi. Có khế ăn rồi không ạ? Xe 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 xe. Chúng đồ cái bảo tàng sướng thế đấy. Hiện tại đi qua lục mấy thùng rác. Vớ vẩn có đồ. Con Harley đâu nhỉ? Harley đi tìm nó trong nhà hoặc đâu đấy. À đây, Amigai, Amigai ơi, Amigai. Ok. Ở từ từ, có cái này tặng nó. Em ơi! Đéo thì đâu? Anh tặng quà này. Thế này, anh đúng là nhất ạ. À. Tặng quà cái khen ngay. Lên tim nào không? Ui, ba tim rồi! Ba tim rồi mấy ông ạ. Ba con cá mòi không ạ? Câu được 3 con cá mòi nó giảm cho 210 ạ. 110 vàng. Hơi ít ỏi. Hạt to quá. Ơi. Ông ấy thích được. Ô, nhà cuốn sách. Cuốn sách nó có phải mang về. Không, không nghe tiếng đéo đâu. Chẳng nghe tiếng gì cả. Nghe
Không, không nghe gì cả. Khổ vai à, bây giờ để cuốc cái đống cây này lên rồi. Cây chết hết rồi. Cuốc lên. Khổ vai lên. Cuốc lên. Chết hết cây rồi. Tất cả tại đào. Trồng đâu rồi đấy? À mấy cái hoa quả trồng mùa hè đúng không? Trồng. Nhanh lên, cuối ly, nhanh lên. Cú ly kìa. Cú ly làm nhanh lên. Càng ngày càng hát to lên. Tôi không nghe tiếng hát đâu. Ông bị sao? Tôi sẽ trồng một cây khế ở góc này. Ông chạy ra đấy nữa. Khi ra khế. Đấy rồi, có khế ăn rồi. Cây này như vẫn chỉ sống được này. Nếu hiểu, có một số cây vẫn sống được. Sao tôi nghe tiếng vò 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 như kiểu đó, tiếng ong ấy nhỉ? Có ong à? Đang tưới nước thì nó chật. Mùa hè chưa? Tới mùa hè rồi. Khổ vãi đái luôn. Ôi con chó, con rơi ở đâu này? Nếu hiểu mùa giữa ban ngày con rơi ở đâu? À bây giờ không phải 20 giờ rồi ạ, nếu hiểu 8 giờ tối rồi, không phải nữa. Này thì ban này hơi thắc mắc thôi. Không có nghe rõ lắm đâu, à không có nghe tiếng ồn lắm đâu. Nó tí không, nó mấy. Thấy hết mặt hôm nay rồi à? Phải đấy. Tranh thủ mà làm. Đi. Cú tạ, cú tạ. Cha mày. Giờ mới tạo. Bán đi được không nhỉ? Bán đi đi. Bán Marzone. Bán Marzone, bán đi, xem đi. Bán đi cái đấy để nó đồ ăn thôi, nhưng mà mình không cần đâu. Mình có đồ ăn khác rồi. Có thì bán đi cũng được. Dư thì bán đi. Mình bán đi mà lấy tiền, Marzone bán được nhiều tiền lắm ấy. Tôi làm Marzone chủ yếu để bán lấy tiền mà. Nếu hiểu ông đạo ông... Nghe này mà. Hello Hiệp. Boy tóc tím. Đây cầm cái đuốc ở nhà. Anh thủ mang rác vào mà làm đi. Hết rác thì cho rác vào làm tiếp đi. Cầm cái đuốc nhà ông cho nó sáng nhà nhé. Nhiều cộng đồng lắm, không biết này là gì. Cộng đồng này về sau mình có thể dùng để ấy. Cộng đồng này về sau mình có thể dùng để mình có thể dùng để nâng cấp vũ khí, nâng cấp đồ. Rèn hết ăn. Nấu đồng rác ở đâu? 10 đĩa CD này, lấy cái đĩa CD mà ra làm ấy. Ui, thành vụ. Cái gì? Quát được không? Ông Hiệp làm gì vậy? Gà ngủ hết rồi. Đừng có làm phiền nó. Cái quặng màu tím này có đẹp gì không nhỉ? Bye bye. Ở đây. Ủa đi về 12 giờ đêm rồi. Ừ 12 đêm mà đi về đi ông ơi. Ngủ ngủ đi. Tè 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 tè. Chết rồi, đi ngủ thôi. Ôi, ông Hiệp ngất vội quá quên mẹ không bán cá rồi. Ủa nhìn Mao đây bán nhiều tiền chưa? Ui. À đâu, còn là cả cải nữa, cải xoắn này nữa. Cải xoắn này bao thôi. Chỉ chơi. Chơi chơi á, nghe được cả. Vâng. Có thấy hình không? Nãy hay chơi đang... gì đấy? Cải ở bán ấy. Có đông thì chơi. Được chơi không? Đông ạ.
Tôi có cái này đây mấy ông em, nhìn đẹp mãi á. Chạy đâu cho chắc giờ nhỉ? Tới cây đây. Dạ, tới cây hết chưa đây? Ờ, tới cây hết chưa đây? Hai cây này cũng phải tưới nhá. Mấy mùa mùa không mưa này, hôm nay không mưa thì bọn gà nó tự ấy mà, bọn gà nó tự ấy thôi, nó tự ăn ngoài, không phải mua cỏ nó. Mình chờ vào mình lấy trứng thôi, easy vãi đái à. Nuôi gà đúng là không không bỏ công, không bỏ công, không bỏ công làm cái chuồng gà tốn bao công sức. Nó rồi mấy ông nào rồi. Nuôi gà mất bao công sức không phí công ạ. Cho thử vào trong cái này mà nó cái nhéo gì. À. Nuôi rơi thì bọn rơi thỉnh thoảng nó sẽ bay qua đây đó ha, nó thả trái cây cho mình. Trái cây có vẻ khá ngon đấy. Thử bán được bao nhiêu tiền? Cái đĩa CD mà chế ra là cái này ngon phết đấy. Thôi, đi ra ngoài rồi. Nhà đó. Ra ngoài chúng có vẹo gì ngày hôm nay, có cái vẹo gì hôm nay là cũng không có sự kiện gì cả. Đi đến tầng 40 có mỗi nhiệm vụ này. À giết được 4 con, à giết được 6 con slime là giết được là được 360 vàng này. Nhận thôi. Đi gì vãi ạ. Tưởng gì có 6 con thì đơn giản. Mấy ông nào có ông nào nhận được nhiệm vụ ấy không? Ô cái gì đấy? Sao có một vàng cái kia? Ông nào mua cái gì đây? Yep à, hay là đạo? À cái gì? Sao có một quang ở dưới kia? Thôi ông điêu toa. What the hell, đang chém slam đây này. Ông mua cái gì? Ôi mua cái gì khổ. Cái gậy ông bảo đâu. Đéo hiểu. Đâu rồi? Nôn tiền ra đây. Đang ở tầng 2 hầm mỏ. Đang tầng 2 làm gì? Đang đi tìm. Cút đi comment. Đổi. Kìa. Đang tìm cái gì? Ông mua cái gì? Ông đừng điêu. Tờ heo. Trời ơi. Hay là hiệp đấy. Chắc ông Hiệp mua. Chắc Hiệp mua ấy à? Hạt tống hay mua gì? Hay là điêu toa? Mua hạt tống chứ mua gì? Mua hạt tống gì? Được. Mua cái gì ấy? Ông định mua gì đấy? Mua cái hoàng dương được ấy, mua cái hoàng dương đi. Vừa để tặng vừa để bán. Cái hoàng dương lúc mình thu hoạch thì nó ra hạt đấy. Ôi luôn cắn tôi đau quá.
Ông đang ở tầng mấy? Tôi đang tầng 16 rồi. Tôi đang ở tầng 4 rồi, tầng 5. Tôi chả biết nhìn tầng ở đâu nhưng tôi biết nó vừa mới đi xuống một tầng. Bên góc trái màn hình à bên à 16 bên góc trái màn hình ấy. Đeo hiểu. Từ bao nhiêu lâu rồi còn hỏi? Đã khá lâu rồi mẹ không có gì rất nhiều con yêu quá. À. Được 500 vàng chưa? Ngon. Tôi đang định đi mua thức ăn cho gà. Ý như rằng mua làm gì? Rồi mua hạt giống. Đeo ơi, cuốc cả cái chỗ lên mà không đi đường xuống là sao? Đeo hiểu. Ông Đào ơi, ông xuống tầng 16 với tôi nào. Đâu rồi? Cuốc cái khu ấy lên mà không thấy đường xuống đâu, vãi cứt. Đùa à? Mấy tấn đá rồi này. À đây rồi. Cuộc tiếng hồ mới thấy được đường xuống ạ. Ôi, nhặt được nhiều cái này lắm. Mát thao hồ tặng. À, tôi nhặt được rồi. Đạo ơi. Đây rồi, cái đà cầu bổng cũng bảo đây đúng không? Đây. Tôi được một tao rồi. Đập quấn trái tim rồi. Đẹp cái gì? Ủa rồi. Ôi cà. Đập quấn trái tim rồi. Ôi cà, đập chậm lắm. Đám to nhưng mà đập có vẻ hơi chậm. Nhưng mà đám to lắm. Đẹp đi về lại. Có đà. Mất kết lối. Đà cầu bổng rồi. Ha 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 ha. Sao tôi không vào được nữa này? Tao không vào nữa. Thì Việt đang ấy mất kết luôn. Đây đập hơi chậm nhưng mà đang to. Mà một lời quà khoai đó đâu tặng bao nhiêu rồi? Tặng lại. Đập đang to lắm. Xong nhiệm vụ chưa? Tặng Thạch Anh nhá. À, hay là bây giờ mình phải đi gặp thằng ấy trước rồi mới làm nhiệm vụ nhỉ? Thế nãy giờ mình giết lúc phải được 6-7 con rồi. Có lại chưa? Đã bảo rồi, mạng yếu nó hay bị đít lắm. Ai tìm ý tìm quân Robin chưa? Cái gì cơ? Chưa? Ai tìm quân Robin tìm ý rồi, ở bên góc dưới bản đồ ấy. Ở chỗ nào thì rồi tìm. Cái khu mà mua gà đấy, không biết khu mua gà không? Biết. Ui gầy lại đập đau lắm. Chỗ nào? Cái khu mà bên dưới nhà mình á, nhà mình mới đi xuống dưới á. Đấy, cái khu ấy xong đi tận xuống dưới cùng ấy. Là sao đi tận xuống dưới cùng á? Ông bật bản đồ lên, ông đi xuống dưới này. Đấy, ông điều đi thấy điều. Ông tìm góc dưới ấy. Ở gần cái bờ sông này á. Ừ. Không. Nó ở cái góc dưới đấy. Thấy đâu. Đéo hiểu à, cuốc cả cái đống lên không tìm đường xuống. Ôi. Cái gì đấy? Ôi khí độc rồi, ra khỏi đây thôi. Từ từ. Hình như mình chưa nhận nhiệm vụ nó chưa được tính hay sao ấy. Thấy đâu, có thấy đâu. Phải nhận nhiệm vụ thì mới tính được chứ. Tôi nhận ở cái bảng kia rồi, nhưng mà hình như nó bắt phải đến đây gặp thằng này nữa. Đã sắp quét chưa? Rồi. Hiện lên bảng. Ông mày tìm đâu chỉ yêu thái. Có ông Đạo chứ, ông Đạo không tìm thấy, tôi cũng tìm thấy đấy đâu. Thì ơi, nhận 250 vàng. Còn đéo vào được game ở đấy mà nhận. Thôi tôi chạy về nhà rồi đi. Sao không vào được game? Không. Rồi đi tham gia hội thám hiểm thôi. Giờ thôi. Nếu là con linh tinh. Mạng nát quá rồi. Đâu tìm đâu xuống đây tìm nước nào. Tôi quên mẹ à, tôi hồi trước tôi cũng có tìm cái đất cho ông à đâu. Cóc, tôi nhớ rồi, được rồi. Tí nữa gì mà. Nhưng mà tôi về giờ sợ bị muộn mẹ rồi. Quốc mới lên lại quyển sách nữa, nhớ rồi. Đéo. Xét rồi đấy, rồi đi luôn. Ờ, có sự kiện gì ai?
Đại ông lục thùng rác này, ông ăn mày ấy. Ừ, ông lục thùng rác hay là ông học được cái cách lục thùng rác của ông ấy, bây giờ ông có thể đi ông lục thùng rác kiếm đồ ăn. Nhưng mà nhanh lên nhá, không phải gấp 10 đường ấy. Đòi. Mấy ông phải đi lục thùng rác ăn này. Sự kiện này trả lời nào đây? Trả lời gì? Ông trả lời ông G-A-O-G-L này. Không biết. Trả lời tí ông. Nghĩ đi trả lời đấy thôi. Nhanh lên về đi, không thì sắp mà lò đấy. Tôi có hạt giống cổ đại, này trồng ra cái gì hả? Sao? Mang lên đi, tôi lấy cho. Làm gì? Cháu nghĩ việc chú làm có gì sai trái phải không? Phải chết đi ra. Không. Đây trả lời nào? Cái gì không? Thì ông xem nào, nó có cho... Nếu mà tôi trả lời có thật ghê tởm thì nó sẽ ra sao? Thì nó sẽ đánh vào mặt ông đấy. Ông trả lời không đi, không ghê tởm. Có cái tờ cái gì? Ông Hiệp ông trồng được mấy cây ghẻ đúng tiêu hết 2.000 tiền à? Cây là cái gì đấy? Nhanh lên đi Hiệp ạ, không về muộn đấy. 12 giờ rồi. Ông Hiệp thu hoạch hết màn đâu đây rồi à? Thu hoạch rồi. Bán chưa? Đang sự kiểu ông vừa vẩn. Nhanh lên, chọn nhanh lên không phải muộn rồi đấy. Chọn cái gì đâu con lích tinh được. Sao nó hiện gì, nó nói gì? Nó nói gì? Hả? Nó nói cái gì, sao không được con lích tinh được? Con lích sần phèo. What the fuck? Hoàng không kiểu đéo gì hay là nốt ngày hôm nay để tôi ao ra vào lại em nào. Hiểu ơi, xong chưa? Nhanh lên, một tờ rồi đấy. Không là không kịp về đâu. Xong chưa Hiệp ơi? Đang về đây. Không biết kịp không? Nhanh chạy thẳng về là được mà, kịp đấy. Yên tâm. Hôm trước 11, 1 giờ 20 tôi chạy về vẫn kịp. Về nhanh. Xong chưa? Nhanh lên Hiệp ơi! Ông đâu rồi? Nhanh, 10 phút rồi, nhanh, ngồi đi. Mày quá, tí tạch à.